Đây là chương trình phát thanh Tin Lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, một lần nữa chúng tôi trân trọng hoan nghênh và cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần. Vừa qua, báo chí đã đưa tin rằng hoàng tử của nước Ả Rập Saudi đã quyết định hiến tặng 32 tỷ đô la cho việc thực hiện trong các năm đến. Hoàng tử Ả Rập Saudi Al-Walid bin Talal đã quyết định hiến tặng tất cả tài sản của ông cho việc từ thiện. Và theo bản tin của Bloomberg, ghi rằng số tiền hiến tặng từ thiện này là một trong những khoản tiền hiến tặng lớn nhất trong lịch sử. Hoàng tử Al-Walid năm nay đã 60 tuổi, hiện là người giàu thứ 20 trên thế giới. Nói rằng di chúc sống của ông sẽ tập trung vào các lĩnh vực như xóa sổ bệnh tật, cải thiện sự hiểu biết giữa các nền văn hóa, đưa điện lực tới các vùng hẻo lánh và thăng tiến cho phụ nữ. Các quốc gia Hồi giáo và ngoài Hồi giáo cùng sẽ được hưởng lợi, nhưng chỉ riêng một quốc gia nhận được nhiều nhất, đó là Saudi Arabia. Để theo hoàng tử, thì hầu hết tài sản của ông là từ đất nước này, cho nên ông quyết định tặng nhiều nhất cho Saudi Arabia, sau đó nỗ lực từ thiện tới các quốc gia khác. Kính thưa quý vị khán giả, chắc chắn tại Saudi Arabia và các quốc gia khác sẽ vui mừng đón nhận tin vui vì có một người tốt bụng đã hiến tặng số tài sản lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, chúng tôi kính giới thiệu đến quý vị rằng Chúa Giêsu đã đến thế gian, Ngài cống hiến cho mọi người trong mọi thời đại chính mạng sống của Ngài bằng cách đã chết trên thập tự giá, để tuyên bố rằng ai tin Ngài thì hưởng được sự sống đời đời. Chắc hẳn không ai đang nghèo khó mà lại từ chối món tiền khổng lồ của hoàng tử Ả Rập hiến tặng. Không ai đang sống trong tội lỗi mà không cần đến Chúa Giêsu để được sự tha thứ, hưởng sự sống đời đời. Người đi qua
hoa trong cuộc sống. Đã có một lần người đi qua trên nẻo đường. Đã có một lần, đã có một lần người sống chết trên trần gian. Thân vàng người, ôi người ơi, người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Đây người đang đến, người bước tới, người đã chuyện lứa đôi bài 10. Những điều nên tránh khi quyết định lập gia đình. Trong những tuần gần đây, chúng tôi có chia sẻ với các bạn trẻ về những điều các bạn cần để ý và cần tránh khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Trước hết, khi muốn đi chung đường đời với một người, chúng ta cần biết rõ về người đó. Chúng ta không những cần biết người bạn đời tương lai của mình là ai, có đời sống như thế nào, nhưng chúng ta cũng cần biết tính tình, thói quen, cách sống và cách người đó cư xử với người trong gia đình. Và quan trọng hơn cả,
chúng ta cần biết rõ đời sống tình cảm của người đó. Chẳng hạn người đó đã có người yêu chưa? Có đang yêu ai không? Và có thật sự yêu thương mình hay không? Công nương Diana đã bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cô cũng không biết gì về quá khứ đời sống tình cảm của chồng. Vì thế đã bị phản bội ngay từ buổi đầu. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần chia sẻ về những điều các bạn trẻ sắp lập gia đình cần tránh. Chẳng hạn như tránh bước vào hôn nhân cách quá vội vàng, khi mới biết nhau một thời gian ngắn. Cũng không nên lấy vợ, lấy chồng để làm vừa lòng một người nào, hay để được hưởng một lợi lộc nào đó. Và quan trọng hơn cả, đừng lập gia đình với người quá cách biệt với mình. Chẳng hạn như quá cách biệt về tuổi tác, về học vấn, địa vị trong xã hội, khác biệt sở thích, niềm tin và mục tiêu trong đời sống. Để tránh những khó khăn trong đời sống vợ chồng, các bạn nên tránh lập gia đình với người quá cách biệt với mình. Tuần trước, chúng tôi đã nói về những khó khăn khi vợ chồng quá cách biệt nhau về tuổi tác. Nên hôm nay xin nói về những phương diện khác. Cách biệt về học vấn. Sự cách biệt về học vấn hay kiến thức cũng có thể khiến quan hệ vợ chồng có nhiều điều bất lợi. Nếu chồng học cao hơn vợ chút đỉnh, khó khăn trong đời sống thường không đáng kể. Vì vị trí của người đàn bà trong gia đình là ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Thật ra, chồng học cao hơn vợ và có địa vị trong xã hội cao hơn vợ là điều tốt. Yếu tố này khiến người vợ dễ phục tùng chồng hơn. Tuy nhiên, nếu chồng là người học thức cao, còn vợ là người ít học, sự chia sẻ và thông cảm giữa hai vợ chồng cũng khó đạt đến chỗ đầy trọn. Vì muốn hôn nhân hạnh phúc, hai người không những là vợ chồng, nhưng cũng phải là bạn của nhau, có thể trao đổi với nhau về nhiều vấn đề. Trong những gia đình mà chồng học cao, biết nhiều, thích nghiên cứu điều này điều kia, còn vợ chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, chỉ chú ý đến tiền bạc, áo quần, chứ không thích đọc sách, học hỏi, không để ý những vấn đề thuộc phạm vi của chồng. Giữa vợ chồng thường sẽ có sự ngăn cách. Có một ông chồng kia cưới một người vợ thật đẹp. Trong khi ông là giáo sư đại học, thì cô vợ chỉ mới học hết tiểu học. Những năm đầu, tình yêu còn mới mẻ. Hai vợ chồng còn có nhiều điều chia sẻ với nhau. Nhưng sau đó, vì nhu cầu công việc, người chồng phải dành nhiều thời giờ đọc sách, nghiên cứu. Dần dần hai vợ chồng không có điều gì chung để chia sẻ với nhau. Kiến thức của người chồng ngày càng gia tăng, trong khi người vợ chỉ để ý đến những chuyện tầm thường như áo quần, kiểu tóc, nữ trang, mỹ phẩm, vân vân. Dù muốn, người chồng cũng không thể chia sẻ với vợ những hiểu biết của mình, vì vợ không thể nào hiểu được. Dần dần hai người chỉ là vợ chồng, chứ không còn là bạn của nhau nữa. Một điều khác, bạn cũng cần để ý đó là trường hợp vợ học cao hơn chồng. Nếu người vợ tế nhị, khiêm nhường, không quá hãnh diện về học vấn của mình và vẫn giữ vai trò người vợ trong gia đình theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, gia đình sẽ vẫn hạnh phúc. Trái lại, nếu người vợ lúc nào cũng ra vẻ là mình hiểu biết hơn, trí thức hơn, sẽ dễ khiến người chồng tự ái, mặc cảm, và vì thế quan hệ vợ chồng sẽ bị căng thẳng hoặc tổn thương, nhất là khi đối diện với những vấn đề liên quan đến kiến thức của hai người. Quá cách biệt về sở thích.
nếu bạn và người yêu có những sở thích quá cách biệt nhau, sự cách biệt đó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Chẳng hạn, người vợ thích một cuộc sống an nhàn, vui với gia đình, bên cạnh chồng con. Trong khi đó, người chồng không muốn ở nhà với vợ con, nhưng thích phiêu lưu, nay đi nơi này, may thử chuyện khác. Những sở thích khác nhau như thế sẽ lôi kéo mỗi người đi một hướng. Có khi người này thích bạn bè, tiệc tùng đám đông, trong khi người kia chỉ thích ở một mình, thích nơi yên tĩnh vắng vẻ. Nếu không thay đổi và không chiều nhau, hai ý thích khác biệt đó sẽ khiến vợ chồng phiền giận nhau và dần dần cách xa nhau. Nếu một người thích trẻ con và muốn có đông con, còn người kia không thích trẻ con nên không muốn có con, hoặc không thích có nhiều con, hai ý thích này cũng sẽ đưa đến xung đột giữa vợ chồng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Chuyện lứa đôi bài 10 phần 1 xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Chuyện lứa đôi bài 10 phần 2 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Bài học lịch sử. Ngày 28 tháng 10 năm 1983, nhà khảo cổ học Adam Jato tiết lộ là ông đã tìm ra được một bàn thờ bằng đá bề dài 9 mét, bề ngang 7 mét trên đỉnh núi Eban bên Do Thái. Theo lời nhà khảo cổ Jato và một nhà khảo cổ học nổi tiếng khác tên là Benjamin Maja của Viện Đại học Hebrew, thì bàn thờ này đã được chính ông Giô-suê thiết lập cách đây khoảng 3.200 năm theo lệnh của nhà lãnh tụ Môi-se, như được chép trong Kinh Thánh Cựu Ước rằng: "Vậy khi các ngươi đã qua sông Giô-đanh rồi, phải dùng những bia đá trên núi Ê-ban và thỏa voi. Tại nơi ấy, ngươi cũng phải lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời hằng hữu, tức là một bàn thờ bằng đá, chớ nên tra đồ bằng sắt vào đó." Bấy giờ, Giô-suê lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời hằng hữu tại trên núi Ê-ban, theo lời Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời đã dạy bảo. Ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắt chưa đụng đến. Ở đó dân sự dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời và dân của lễ thụ ân. Di tích hai nhà khảo cổ học đã tìm được cho chúng ta một bằng chứng lịch sử là Thánh Kinh không phải là một bộ sách ghi chép những câu chuyện ngụ ngôn, hoang đường do trí tưởng tượng của con người, nhưng là bộ sách có giá trị lịch sử, ghi chép những sự kiện có thật đã xảy ra với mục đích duy nhất là hướng dẫn mọi người đến với Chúa Cứu Thế. Mười mấy thế kỷ trước, lúc Chúa Cứu Thế giáng sinh, hay nói cách khác là trước khi Đức Chúa Trời ngôi hai xuống trần để sống với loài người trong thân xác con người, thì Đức Chúa Trời đã chỉ dạy cho loài người con đường cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã phán bảo Môi-se và Môi-se đã căn dặn Giô-suê thiết lập một bàn thờ bằng đá trên đỉnh núi Ê-ban để dân của lễ thiêu và của lễ thụ ân. Của lễ thiêu là một thứ của lễ tượng trưng cho việc Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Vì người dân của lễ này phải giết con sinh tế, đổ máu nó ra hết, rồi mới đem đặt lên củi để thiêu trên bàn thờ. Việc dân của lễ bằng cách giết con sinh tế chẳng những được Đức Chúa Trời chỉ dạy cho người Do Thái, nhưng lịch sử thế giới còn chứng minh rằng có rất nhiều dân tộc, trong số đó có dân tộc Việt Nam ta, đã có lối thờ phượng đó.
trước khi tổ quốc chúng ta bị chiến tranh Mỹ-Nhật tàn phá, cứ 3 năm một lần, các vị vua Việt Nam đã làm lễ tế Nam Giao, tức là lễ tế trời, bằng cách giết con sinh tế, đổ huyết ra, tương tự như cách người Do Thái dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Ngày nay, những người thờ lại Đức Chúa Trời không còn giết con sinh tế nữa, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là con sinh tế của chúng ta đã chịu giết như lời Kinh Thánh chép. Thánh Kinh cũng có chép: máu của dê, bò và tro rải trên những người ô huế còn có thể thánh hóa và tẩy sạch thân thể họ. Huống chi, huyết của Chúa Cứu Thế lại càng có năng lực tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi hành vi tội lỗi để chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống cách trong sạch. Chúa Cứu Thế không dâng thân thể Ngài nhiều lần như các thầy tế lễ tối cao của người Do Thái mỗi năm phải đem huyết vào nơi chí thánh. Nhưng Chúa đã xuất hiện một lần vào cuối các thời đại, dâng thân Ngài làm sinh tế để xóa sạch tất cả tội lỗi chúng ta. Người được Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ tội lỗi lúc nào, cũng nhờ Đức Chúa Trời và dâng lên lời cảm tạ. Đó là ý nghĩa của thứ của lễ mà Giô-suê đã dâng trên bàn thờ bằng đá tại trên núi Ê-ban. Mặc dù của lễ này được gọi là của lễ thù ân, người dân của lễ ấy không bao giờ có ý nghĩ là mình có thể đền đáp các ân lành Đức Chúa Trời đã ban cho mình, mà chỉ là một hình thức để tỏ lòng cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong một án thơ ca ngợi Đức Chúa Trời, vua David có đặt câu hỏi là: tôi sẽ lấy gì báo đáp các ân lành Đức Chúa Trời đã làm cho tôi? Và để trả lời câu hỏi đó, vua David đã nói rằng: tôi sẽ cầm chén cứu rỗi và cầu khẩn danh Đức Chúa Trời. Đời xưa, cầm chén cứu rỗi có nghĩa là đem huyết con sinh tế vào đền thờ. Còn đối với người tin theo Chúa Cứu Thế, thì việc cầm chén cứu rỗi tức là nhắc nhở lại sự chết của Chúa đã chịu chết trên thập tự giá. Việc các nhà khảo cổ tìm được di tích bàn thờ đã được Giô-suê thiết lập cách đây 3.200 năm trên đỉnh núi Ê-ban vừa là một bằng chứng khảo cổ, vừa là một sự kiện lịch sử nhắc nhở chúng ta lúc nào cũng tin tưởng vào công cuộc cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện qua cái chết của Ngài vì cả nhân loại và vì mỗi cá nhân chúng ta. Sau khi đàm đạo với Ngài, thì Thánh Kinh chép rằng người đã lặng lẽ bỏ đi với dáng bộ buồn rầu. Các môn đệ ngạc nhiên hỏi Chúa Giê-xu rằng tại sao, thì Ngài đáp rằng chàng ta giàu có đến nỗi không muốn được cứu rỗi. Rồi Chúa Giê-xu nói thêm: lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu đến thế gian để ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Nhưng tại sao dễ dàng cho người này mà lại khó khăn cho người kia? Để trả lời câu hỏi này, kính mời quý vị đón nghe thí dụ Đức Chúa Giê-xu nói về nước thiên đàng chép trong Thánh Kinh Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 1 cho đến câu 9 như sau. Cùng ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên mấy biển, đoàn dân nhóm họp chung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống chiếc thuyền mà ngồi. Còn cả đoàn dân đứng trên bờ, Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi
Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên, xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rộng lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt, thì sinh ra trái, hoặc một hột ra 100, hoặc một hột ra 60, một hột ra 30. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Đức Chúa Giê-xu Ngài phán với các khán giả lúc bây giờ, có 4 hạng người đón nhận phúc âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu được tượng trưng cho 4 loại đất, đó là đường đi, đất đá sỏi, đất đầy bụi gai và đất tốt. Thứ nhất, đất đường đi. Trong lúc Đức Chúa Giê-xu nói về thí dụ này, thì đế quốc La Mã đang tiếp tục xây dựng những đại lộ bằng đá lát khắp nơi để tiện cho việc giao thông. Có một số hạt giống tốt rơi trên đường đi, nhưng chỉ làm mồi cho chim chóc sau đó mà thôi. Có người đặt vấn đề là tại sao lại phí phạm giống tốt trên đường đi? Có bao giờ thấy có kết quả đâu? Sự ngạc nhiên khách quan này chẳng khác nào một người hỏi rằng tại sao phải giảng tin lành cứu rỗi cho những kẻ đại tội nhân, cho những người chuyên chống đối và bắt bớ đạo Chúa? Kính thưa quý vị khán giả, những phiến đá lớn nhỏ đã biến những mảnh đất màu mỡ trước đó trở nên đường đi thế nào, thì những thành kiến, tính bảo thủ, tinh thần chống đối, thậm chí những lợi ích đi ngược lại sự dạy dỗ của Thánh Kinh vẫn thường là những lý do dường như chính đáng đã khiến cho linh hồn người đó không nhận được món quà cứu rỗi mà Thiên Chúa đã ban cho tất cả mọi người. Người ta nói là người này đã bị định cho sự chết đời đời, còn người kia chắc chắn phải vào hỏa ngục. Nhưng Kinh Thánh thì không nói như thế. Đức Chúa Trời không bao giờ vui lòng cho ai phải bị chết mất. Vậy, nếu sự cứng cỏi ngăn trở ta tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu, thì ấy đó là công năng của tội lỗi. Cho nên thà hãy đến với Chúa Giê-xu để xin Ngài tha thứ, hơn là tiếp tục sống trong tinh thần cố chấp và bảo thủ. Người ta có câu rằng đường nào cũng dẫn về La Mã, và sự cứng cỏi, tinh thần chống đối lúc nào cũng dẫn đến sự hư mất đời đời. Thứ hai, đó là mảnh đất đầy đá sỏi. Xứ Palestine có nhiều sa mạc đầy đá sỏi. Có một số cây mọc lên nhưng chắc chắn không thích hợp cho hạt giống tốt trong câu chuyện Chúa kể. Vì sao thế? Bởi vì phía trên là đất xốp nhưng bên dưới là đá sỏi, nên rễ không thể bám sâu. Gặp khi nắng hạn thì cây non sẽ khô héo và chết trước khi có bông có trái. Chúa Giê-xu giải thích, lòng đá sỏi là tấm lòng chất chứa những sự lo lắng ở đời này, làm cho nghẹt ngòi đức tin mà người ấy đã một lần vui lòng nhận lấy. Những ai là người có tấm lòng như đá sỏi? Xin thưa, thể theo sự giải thích của Chúa Giê-xu sau đó, thì ấy là người không dám trả giá về món quà cứu rỗi mà Chúa ban cho. Thật vậy, đó đây không hiếm những con người sau khi cầu nguyện tin Chúa vì một mưu cầu hay mục đích riêng tư nào đó, nhưng sau đó việc không thành rồi lặng lẽ bỏ đi với dáng vẻ buồn rầu thất vọng như câu chuyện của người trai trẻ giàu có kia. Có câu chuyện kể rằng có một người nghèo khổ không nhà nọ, một hôm nhận được một món quà rất giá trị của một người thân giàu có tặng cho. Sau khi đón nhận với lòng vui vẻ biết ơn, thì một thời gian sau, người này đã đem trả lại món quà với lý do rằng, tôi không có nhà cửa, tôi rất bận rộn đi làm đây đó cả ngày, không ai coi ngó cho nên sợ mất đi, xin đem gửi lại cho chủ. Kính thưa quý vị,
Chắc chắn ai nghe câu chuyện này cũng tiếc nuối cho người này. Vẫn tiếp tục sống trong cảnh nghèo khổ và chắc rằng sẽ chết trong sự nghèo khổ. Thật vậy, có khi vì một nhu cầu nhỏ bởi lời cầu nguyện của ta không được Chúa đáp ứng, thì đã làm mất đi món quà vĩ đại mà Chúa ban cho chúng ta, đó là niềm tin để nhận được sự sống đời đời. Thứ ba là đất có bụi gai. So với đường đi, với đất đầy đá sỏi thì đất có bụi gai là môi trường tương đối thuận lợi cho hạt giống trong thí dụ Chúa Giêsu kể tại đây. Tuy nhiên, hạt giống mọc lên giữa bụi gai thì sẽ bị che khuất khỏi ánh nắng mặt trời, thì làm sao mà có kết quả sau đó được? Chẳng khác nào cây vả trong vườn kia có thể bị trồng ở một chỗ khuất nào đó mà chỉ ra lá mà thôi. Không người nông gia nào gieo giống mà không đợi có kết quả. Nhưng hạt giống nơi bụi gai chỉ đem lại cho ông chỉ lá thay vì bông trái, và sự héo úa, chết yểu là điều đương nhiên, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Hình ảnh tấm lòng đầy bụi gai tượng trưng cho điều gì? Chúa Giêsu giải thích rằng, ấy là sự lo lắng ở đời này hoặc sự giàu sang mà làm cho nghẹt ngòi hạt giống phúc âm mà người đó đã một lần vui mừng nhận lấy. Đời sống mỗi ngày thêm khó khăn, cho nên sự lo lắng là điều ắt phải có. Thật ra không ai sống mà không lo. Lo cho chính mình, lo cho gia đình, lo cho người thân, lo cho xã hội, lo cho đất nước, lo cho cả thế giới. Vâng, người biết lo là người có tính toán, nhưng lo lắng và tính toán cho cuộc sống hiện tại, đến nỗi buông bỏ đức tin, cứu rỗi cho linh hồn mình trong cõi đời đời, thì ấy là một sự mất mát lớn nhất mà người đó không lấy gì để đánh đổi lại được. Còn sự giàu sang phú quý trên đời này há làm cho người ấy khó có thể tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa sao? Như vậy có phải sự giàu có thịnh vượng không thuận lợi cho đạo Chúa, hay là Cơ Đốc nhân chân chính chỉ toàn là những người nghèo khó trên đời này chăng? Xin thưa, không hề như vậy. Vì sự giàu có và dư dật là dấu hiệu của phước hạnh Chúa ban. Nhưng Chúa muốn nói ở đây là lòng tự phụ của một người sau khi trở nên giàu có, hoặc là một phương tiện bất chính để trở nên giàu có, khiến cho người ấy không thể tiếp nhận phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu được. Kính thưa quý vị khán giả, điều gì khiến chúng ta không thể tiếp nhận món quà cứu rỗi của Chúa Giêsu? Có phải thành kiến, văn hóa, phong tục, sự lo lắng ở đời này, thậm chí sự thành công vượt bậc của chúng ta chăng? Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu ai được cả thiên hạ này mà đánh mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy người ấy lấy điều gì để đánh đổi lại? Thành phần thứ tư, ấy là mảnh đất tốt. Đức Chúa Giêsu đã kết luận thí dụ làm phấn khởi người nghe là hạt giống cuối cùng đã rơi nhầm đất tốt thì sẽ sinh ra lợi gấp 30, 60, thậm chí cả 100 lần hơn. Thế nào là đất tốt? Xin thưa, đất tốt là đất không cứng cỏi như đường đi, không có những gập ghềnh như đất đầy sỏi đá, và không có gì che khuất như là đất có bụi gai. Kính thưa quý vị, Chúa Giêsu luôn luôn giới thiệu đến cho chúng ta rằng có hai con đường. Thứ nhất là con đường hẹp dẫn đến sự sống đời đời. Ít người chọn lấy với nhiều lý do khác nhau. Còn một con đường khác là đường thênh thang nhưng mà cuối cùng dẫn đến sự hư mất. Nhiều người vào con đường đó. Một nơi gọi là thiên đàng dành cho những ai thành tâm tiếp nhận con Đức Chúa Trời, và một nơi khác gọi là địa ngục cho ai chối bỏ sự cứu rỗi của Chúa Giêsu ban cho. Thí tưởng Thiên Chúa còn cho chúng ta có cơ hội nghe phúc âm, ấy là thêm một lần để chúng ta có cơ hội được chọn lựa.
Đừng lo có những đá sỏi, bụi gai trong đời sống chúng ta, vì ấy thiết tưởng là điều đương nhiên, vì ai nấy chúng ta được sanh ra trong tội lỗi và tiếp tục sống một cuộc đời tội nhân. Nhưng Chúa Giê-xu có quyền cắt bỏ những ngăn trở lớn nhỏ trong đời sống của chúng ta, để chúng ta trở nên một mảnh đất tốt, sẵn sàng cho phúc âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Người tin Chúa chẳng những được sự sống đời đời trong cõi đời đời sau khi qua đời này, nhưng trong khi còn sống trên đời này, thì cũng trở nên một nguồn phước cho nhiều người nữa. Quý vị có muốn như thế chăng? Xin hãy làm quyết định. Dành thời giờ đón nghe, cầu xin Thiên Chúa từ ái dùng lời của Ngài qua các chương trình này gây dựng gia đình và ban phước cho quý vị cuộc sống an lành và tươi mới trong Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị đang cư ngụ tại thành phố Toronto và phụ cận, kính mời quý vị đến với hội thánh Tin Lành Bảo Hiểm, tọa lạc tại số 301 Mission Street, Boulevard, cần sức khỏe thông tin để thờ phụng Thiên Chúa và thi công với chúng tôi vào các chiều thứ nhật lúc 3 giờ. Để liên lạc với chúng tôi, xin quý vị gọi tại số 416-827-6251. Xin hẹn gặp lại quý vị tại chương trình của chúng tôi.